Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của Sơn Nguyên. Thì hôm nay Sơn đi mua hoa cho ngày Valentine cho bà xã. Bạn thấy là ở đây là Pick and Save, một cái chợ cũng nổi tiếng ở Mỹ. Thì ở đây thì bán đầy đủ tất cả các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm. Và đặc biệt thì ngày hôm nay chủ yếu mình đi mua hoa nên mình quay hoa là chính thôi nha mọi người. Đây. Ok. Let's go. Hello mọi người, bây giờ thì mình đi chợ Pick and Save vào ngày Valentine Day. Thì ở Mỹ cũng có ngày Valentine nha. Thì mọi người cũng rất là nhộn nhịp khi mà đi mua quà tặng Valentine. Chủ yếu là mấy anh không à, không thấy mấy bà nữa hết trơn. Đây là chương hoa Valentine Day cũng vui, thường có cái ngày dành cho tình nhân về Valentine này. Thì ở đây thì các bạn thấy là họ bán một chậu là 45, có chậu này 75 đô, nguyên một cái chậu luôn ha, 75 đô. Bên này thì rẻ hơn ha. Bên này thì cái hoa này thì chúng ta có thể thấy một bó 13 đồng. Đây cái chậu ở trên là 35 đô, cũng rất là thú vị. Bên này thì cũng có một trưng bày hoa, bạn thấy là nó đâu đâu họ cũng treo bông bóng Valentine đây. Bạn nào muốn sau một hồi đi vòng vòng mình cũng kiếm một bó cho bà xã. Đây đủ loại, bên này thì 55 đồng một dozen, là 12 nha các bạn. Một bó của nó là 12 bông. Bên này thì đủ các loại hoa. Thì bên này mình có 31 đô, cũng có 40 đô, cũng có cái này bán sẵn nha. Bên mình cắm 12 đồng, xong rồi vợ đi sơn lựa được một cái bó này để tặng bà xã. Nhìn hoa mẹ mọi người, ở Mỹ được ngày Valentine mới thấy hoa nhiều vậy. Mọi người đi mua hoa tặng tình nhân. Tình nhân là có nam và nữ mà toàn thấy mấy ông, không thấy mấy bà mua hoa kỳ gì ta. Mọi người cho mình biết coi lý do tại sao mà chỉ có mấy ông đi mua không thấy mấy bà vậy. Khu vực này thì họ cũng có nhiều cái hoa các
các bạn có thể mua tặng cho người yêu, Valentine mà, tặng cho người yêu, tặng cho bà xã, vân vân. À, ngày này thì ở Phuket đâu đó cũng thấy hoa nha, đâu đó cũng thấy hoa. Happy Valentine's Day.